Hello, xin chào anh em. Mình là Phúc, Sài Gòn đội xe quận 5. Hôm nay chiếc xe SH350, chiếc xe mới mua thì cần làm những gì? Thì hôm nay mình sẽ trả lời cho tất cả các anh em đang chơi xe, đặc biệt là xe SH350. Một chiếc xe mới mua về cần làm những gì để cho chiếc xe nó đẹp hơn, đúng không? Thì hôm nay chiếc xe này nè mọi người, chiếc xe này đến từ Đồng Nai nha. Biết mình qua kênh YouTube từ Đồng Nai qua cửa hàng mình để làm một chiếc xe, để muốn cho chiếc xe nó đẹp hơn, rồi bảo vệ chiếc xe nó được an toàn hơn thì đã đến cửa hàng mình. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cho tất cả các quá trình làm chiếc xe này để cho nó hoàn thiện, để một chiếc xe nó sẽ đẹp hơn, cứng cáp hơn nha. Ok, chiếc xe này làm là thứ nhất là bảo vệ nè, thứ hai làm cho nó đẹp hơn nè, rồi thứ ba là để chống cướp, chống trộm, để chiếc xe nó thực an toàn hơn. Rồi ok mọi người, theo chân mình nha, bắt đầu. Đây là mọi người, đây là chiếc xe SH350 mình dán. Thì tất nhiên là mình sẽ phải gỡ dàn áo ra như thế này nha. Mình gỡ dàn áo ra như thế này, mình sẽ giải thích cho mọi người tại sao phải gỡ dàn áo ra như thế này. Đầu tiên là mình gỡ ra, mình dán, mình gỡ từng chi tiết ra như thế này để đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật nha. Mình bảo hành cho mọi người bong chóc nè, trong vòng 1 năm. Đây, quá trình mình dán nè mọi người, mình sẽ tách từng chi tiết ra như thế này, mình dán, mình sẽ gấp mép vô đó để nó không bong chóc, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật nha. Rồi cái thứ hai mà tại sao mình phải gỡ dàn áo ra như thế này, thì thực chất là khi mình gỡ dàn áo ra như thế này á, mình sẽ vệ sinh cho khách hàng luôn ở phần khung sườn phía trong này. Nhiều xe đi lâu ngày nó rất là dơ nha, mình sẽ vệ sinh ra sạch sẽ cho khách hàng đó. Mình gỡ ra, thứ nhất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thứ hai là ví dụ xe nó quá dơ thì mình sẽ vệ sinh cho khách luôn đó. Mình bảo đảm với mọi người khi gỡ dàn áo ra như thế này thì mình lắp lại nó sẽ như zin, không làm ảnh hưởng gì đến độ zin của xe nha, nên mọi người cứ yên tâm đó. Đây là cái đèn nè mọi người, mình sẽ dán phim khói mờ nha, để cho cái xe nó cứng cáp hơn. Đây, mọi người có thể xem cái khò bên mình nè, nhiệt độ rất là cao. SH350 đã hoàn thành rồi nha mọi người. Đây, bây giờ chiếc xe này mọi người nhìn, chiếc xe này đã dán rồi nha. Mọi người có thấy khác biệt so với lúc ban đầu không? Nhìn như zin, không khác gì là một chiếc xe zin luôn nha. Nhưng thực chất chiếc xe này đã được dán lên một lớp BBF bảo vệ cái dàn áo zin rồi. Đó, mọi người nhìn nè, chiếc xe dán như không dán luôn nha mọi người. Nó vừa chức năng bảo vệ dàn áo của mình mà chiếc xe này không mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên của nó nha. Mọi người có thể xem bên mình dán liền keo những cái khúc bo cua này mọi người. Đó, như là chưa dán luôn đó mọi người. Đó, nhưng thật chất là chiếc xe này đã được dán một lớp keo để bảo vệ cái dàn áo zin rồi. Rồi, mình sẽ tách cắt tỉa gọn gàng nè, SH nè, 350 nè, mọi người có thể thấy như zin luôn nha. Ok. Rồi, camera có thể quay cái phần đầu đèn nè. Đây, cái phần ở phía trên này, phần chrome thì bên mình đã dán một lớp phim. Phim này là phim chuyên dành cho để dán ô tô nha. Đó, nhìn chiếc xe rất là uy lực nè. Phần đèn thì mình dán phim khói mờ nha, không ảnh hưởng đến độ sáng của đèn. Đó, phần xi nhan nè, phần chrome mình điểm đen. Đó, nhìn chiếc xe rất là mạnh mẽ nha. Thì từ đầu clip mình có nói chiếc xe này mình sẽ làm 3 mục. Thứ nhất là bảo vệ. Thì ở đây bảo vệ có nghĩa là mình dán một cái lớp keo lên để bảo vệ cái dàn áo zin của xe. Đó, đẹp. Đẹp có nghĩa là mình dán phần tô điểm thêm cái chiếc xe mình là cái màu đèn khói nè. Rồi phần chrome mình điểm đen lại để cho chiếc xe nó khác biệt đi một chút, nó đẹp hơn, nhìn nó cá tính hơn. Rồi, phần bảo vệ chống cướp thì mình đã lắp cho chiếc xe này là một bộ định vị GPS Gmap rồi đó mọi người. Đó, có thể theo dõi và chống cướp, tắt máy xe từ xa qua điện thoại luôn.
theo dõi xe mọi lúc luôn. Thì mọi người mua xe mới về thì mọi người lên trang bị một cái bộ định vị đó cho nó yên tâm nha. Mọi người muốn biết tính năng thì mọi người cứ tìm định vị GPS Gmap là sẽ ra. Ở đây mình sẽ nói sơ qua cho mọi người biết thôi, những cái cần thiết khi mọi người mua xe mới về. Ok, ở đây anh camera quay xoay quanh thêm một vòng nữa ha. Đó, chiếc xe này được dán là màu nhám, dán như chưa dán luôn, không mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên của chiếc xe. Ở phần phía đuôi sau xe nè, đèn mình cũng dán khói, và phần chrome thì mình điểm màu đen lên, đen bóng nè. Phần Oppo mình cũng dán luôn nha, cái phần inox á mình dán đen bóng nè, nhìn chiếc xe rất là khỏe và mạnh nha. Ok, tới đây thôi. Mình đã giới thiệu sơ qua chiếc xe này cần làm những gì rồi. Mọi người có nhu cầu độ xe, làm đẹp xe thì ghé qua cửa hàng mình, 133B Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại để tư vấn độ xe là 056 551 9999. Rồi, xin chào, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.